bị những cái hành động lén lút vừa rồi từ Toàn á, hình như là bị camera an ninh ghi lại rồi. Và Toàn thấy dạo gần đây nha, nhiều nhà sử dụng camera an ninh lắm, để có thể là bảo vệ an toàn tính mạng cho chính mình và cũng như là tài sản nữa. À, văn phòng nè, công sở nè, nhà dân nè, nơi đâu cũng thấy cả. Mà có nhiều loại camera khác nhau lắm quý vị nha. Mắc có nè, rẻ có, siêu rẻ cũng có nữa. Mà sử dụng những cái loại trôi nổi ngoài thị trường, không rõ nguồn gốc xuất xứ và chất lượng, không biết là có nguy hiểm gì rình rập mình hay không. Chúng tôi xin mời tất cả quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây nha. Ông Tú là người kinh doanh phòng trọ nên có nhu cầu lắp đặt hệ thống camera an ninh. Thay vì chọn mua loại tốt, giá cao, ông đã chọn loại giá rẻ. Và chỉ sau vài ngày, chất lượng hình ảnh của những mắt thần đã giảm sút. Vì có nhu cầu lắp đặt camera an ninh để tiện quản lý, chị Nguyễn Thị Thủy mua bộ camera an ninh chống trộm với giá 600.000 đồng, bao gồm camera, đầu lưu trữ, cáp và tính cả công lắp đặt. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 6 tháng, thiết bị có dấu hiệu xuống cấp, hình ảnh quay không được rõ ràng, bị nhòe, độ phân giải thấp. Đáng nói hơn, không biết bằng cách nào, kẻ gian đã đăng nhập vào hệ thống giám sát. Khi nhân viên an ninh mạng kiểm tra thì mới vỡ lẽ. Cả cơ quan đang bị theo dõi do để lộ mật khẩu truy cập mặc định trên camera. Mất tiền mua camera an ninh để nhà an ninh hơn, nhưng loại camera siêu rẻ ấy lại không đảm bảo chức năng như nó vốn phải có là ghi hình người lạ đột nhập. Và những chiếc camera an ninh được quảng cáo siêu rẻ, siêu nét, siêu bền ấy vẫn đang hàng ngày móc túi của người dân không ít tiền bạc. Nếu mà mua những cái camera mà ngoài thị trường ra nổi, họ không có thương hiệu thì cũng rất là lo. Nhưng mà chị nghĩ là chị chọn những camera có uy tín thì có thương hiệu giới thiệu trên TV này nọ rồi, thì chị nghĩ là chắc là sẽ yên tâm hơn, sẽ tốt hơn. Gõ từ khóa camera an ninh giá rẻ trên công cụ tìm kiếm Google, có đến hơn 850.000 kết quả. Xếp đầu là các kết quả hiển thị là một loạt website trả tiền quảng cáo với các từ khóa giá rẻ, giá sốc để thu hút người mua hàng. Tại các website, sản phẩm camera an ninh cũng rất phong phú về thương hiệu, chủng loại và giá cả. Phổ biến hiện nay là loại camera dạng tròn, đâm, loại hộp có mái che, box và dạng ngụy trang với máy ảnh chỉ nhỏ bằng một ngón tay. Người có nhu cầu chỉ cần mua camera này về, gắn vào vị trí cần thiết, cắm điện cho camera hoạt động và kết nối với hệ thống wifi của gia đình. Để quan sát hình ảnh, họ chỉ cần tải ứng dụng của nhà sản xuất thiết bị về điện thoại, nhập mã sản phẩm là có thể xem thoải mái. Thưa quý vị, lắp camera an ninh để được an ninh hơn. Nhưng mà nhiều loại camera rẻ tiền thì nó còn gây nguy hiểm cho con người sử dụng nữa. Thị trường camera quan sát hiện khá nhộn nhịp, bên cạnh thiết bị chất lượng cao đến từ các thương hiệu của Mỹ, Đức, Pháp với giá không dưới 3 triệu đồng mỗi camera, còn có các sản phẩm khác đến từ Trung Quốc với giá khá rẻ, chỉ từ 500.000 đồng. Không chỉ bán trên Internet, camera an ninh hiện cũng rất phổ biến tại các con đường hay tại chợ có bán đồ điện tử như Nhật Tảo, Dân Sinh, Tân Thành. Tiếp cận một quầy hàng bán camera tại lề đường, chúng tôi được người bán giới thiệu loại camera siêu rẻ. Khi hỏi về nguồn gốc thì người bán cho rằng thường trên mấy cái loại hàng này như này đều bên trong Trung Quốc nhiều. Rõ ràng giá thành chính là lợi thế cạnh tranh không hề nhỏ trong cuộc chiến giữa camera an ninh chất lượng và hàng nhái kém chất lượng. Tuy nhiên, việc sử dụng hàng giá rẻ, hàng nhái thương hiệu nổi tiếng đi kèm với rất nhiều rủi ro. Dễ thấy nhất là tuổi thọ ngắn. Hầu hết những mẫu camera này đều được sản xuất với số lượng lớn, không kiểm định, sử dụng các linh kiện rẻ tiền để giảm giá thành, đồng nghĩa với thiết bị nhanh hỏng hơn, đặc biệt là trong môi trường mưa, gió hay là nắng. Bị mà dạ không rõ nét á, thì cũng có găng con mắt như vậy, khoảng chừng 1-2 con hoặc là 3 con nó bị hư, là lý do là nhiều khi là do chập điện hoặc là do yếu tố bên ngoài. Thông thường, cảm biến hình ảnh sẽ dễ bị chịu ảnh hưởng đầu tiên. Với những mẫu giá rẻ, bộ phận này nhanh bị tác động bởi nhiệt độ, độ ẩm, khiến nó bị xuống cấp. Từ đó, xuất hiện tình trạng hình ảnh chập chờn, không rõ nét, bị nhiễu, loạn màu sắc, thậm chí là không thể ghi hình.